Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 81 ngày 4 Cuộc sống vô nghĩa. Kinh Thánh truyền đạo đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Câu ghi nhớ truyền đạo đoạn 1 câu 2. Người truyền đạo nói: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong truyền đạo đoạn 1 câu 1 câu 2 nhé. Truyền đạo là sách gần chính giữa Kinh Thánh sau Thi Thiên và Châm Ngôn. Kinh Thánh Cựu Ước trang 623. Truyền đạo đoạn 1 câu 1 câu 2. Thế sự đều hư không. Lời của người truyền đạo con trai của David, vua tại Jerusalem. Người truyền đạo nói: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Câu ghi nhớ ở trong câu số 2, chúng ta tô màu một câu ghi nhớ nhé. Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Chúng ta đọc cái câu ghi nhớ đã được tô màu. Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Trong phần tìm hiểu hôm nay, em bắt đầu học sách truyền đạo. Em tìm hiểu xem ai đã viết sách này nhé. Ai viết sách này các em? Ai viết sách này? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lời của người truyền đạo con trai của David. Ai viết sách này? Là người truyền đạo con trai của David. Rồi, ông là vua nào? Ông vua tên là Salomon. Ông là Salomon, con trai của vua David. Ông là vua cai trị ở đâu? Cai trị tại Jerusalem. Điều vua Salomon muốn nói trong sách này là gì? Câu số 2. Thứ hai, chúng ta thấy cái từ gì được lặp đi lặp lại các em? Hư không nè. 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 Như vậy mấy lần từ hư không được lặp lại? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lần ha. Mọi sự đều hư không. Hư không có nghĩa là vô nghĩa. Hư không có nghĩa là vô nghĩa, không có ích lợi. Em sẽ học sách truyền đạo và tìm hiểu xem cuộc sống như thế nào mới có ý nghĩa. Nhận biết mọi thứ trên đất đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông Salomon, ông viết Kinh Thánh đây. Ngày xưa người ta viết ở trong những cái cuộn da ha. Rồi, nhận biết mọi thứ trên đất đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực hành, em viết ra ba việc em đã làm mà không có ích lợi gì. Những việc mà em làm không ích lợi gì thì em ghi ra. Ví dụ như là chơi game nè. Hoặc là làm cái gì đó mà mình thấy rằng không có ích lợi gì hết, mình ghi ra đây. Rồi mình có lời cầu nguyện đã được in sẵn nha.
Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên đời sống con. Xin Chúa dạy con sống một cuộc đời ý nghĩa. Xin Chúa giúp cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa. Và trong những cái bài học sau thì chúng ta sẽ học biết rằng cuộc đời ý nghĩa là như thế nào. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Ngày mai là chúng ta khai giảng nhập học rồi phải không? Chúc các em có một năm học thật là vui vẻ và đạt kết quả tốt nhất. Xin Chúa ban phước cho các em.